Trường hợp thứ nhất, nếu như mà cái bàn thờ mà đặt mà tựa lưng vào cái bức tường mà nhà hàng xóm hoặc là nhà mình hoặc là cái phòng khác mà vẫn là trong tường nhà mình mà lại là cái nhà vệ sinh, thì cái trường hợp đấy là cái trường hợp rất là không nên. Và trường hợp như thế này thì cái hóa giải của chúng ta là bắt buộc chúng ta phải dịch chuyển cái bàn thờ sang cái bức tường khác hoặc là sang cái vị trí khác mà sau đó không phải là cái nhà vệ sinh. Cái trường hợp thứ hai, tức là khi mà cái bàn thờ của nhà chúng ta mà đặt vào cái phòng mà trong cái sau cái phòng đấy lại là cái nhà vệ sinh, hoặc trong cái phòng đấy nó là cái nhà kho mà chúng ta để cái máy giặt ở trong đó, sau đó chúng ta để cái máy giặt nó cách áp sát vào cái bức tường của cái bàn thờ luôn. Trong trường hợp đấy chúng ta cần phải xoay cái bàn thờ ra cái vị trí khác hoặc đặt bàn thờ vào vị trí khác. Nếu sau cái phòng thờ đó mà là cái nhà kho thì cái bức tường mà có cái bàn thờ đó thì bức tường có cái bàn thờ đó thì chúng ta không nên để cái máy giặt áp sát vào, trực tiếp sát vào cái bức tường mà có cái phòng thờ, mà nên để cái máy giặt đó ra cái bức tường bên cạnh hoặc ra chỗ khác mà nó không có dính chạm vào cái bức tường phòng thờ. Chúng ta không nên đặt cái bàn thờ vào đúng cái trục nhà vệ sinh, mà nếu như chẳng may mà nó, nếu như trong cái thiết kế mà chúng ta có cái trục đó thì cái trục đó nó sẽ được bố trí làm thành cái kho, làm thành kho để đồ, và phòng thờ sẽ được tiến ra xây ở đằng trước.